Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã tăng trưởng kỷ lục trong đại dịch COVID-19. Cụ thể, giai đoạn 2019-2022, Việt Nam có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu là 74%, đứng đầu về tốc độ tăng trưởng. Đây là chia sẻ của ông Alex Hai, Giám đốc điều hành Brand Finance châu Á-Thái Bình Dương, tại lễ công bố giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam và vinh danh top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội. Lễ công bố giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam và vinh danh top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance phối hợp với công ty cổ phần Mi Brand Việt Nam thực hiện. Đây là sự kiện thường niên của Brand Finance tại Việt Nam nhằm công bố giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời tôn vinh top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2022. Theo công bố này, Viettel được định giá 8,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 44,5%. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là 2,858 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% và Vinamilk đạt giá trị 2,814 tỷ đô la Mỹ, tăng 18%. Giá trị top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng lên 36%, trong đó top 10 thương hiệu đứng đầu đã đóng góp 67% giá trị của bảng xếp hạng. Về các mức tăng trưởng, những ngành có tốc độ tăng nhanh hơn là bảo hiểm tăng 116%, bất động sản tăng 105%, cơ khí và xây dựng tăng 61%. Năm 2022, có 4 cái tên mới tham gia bảng xếp hạng top 50, đó là Nam Long hạng 34, Vinacomin hạng 43, Chinsu hạng 44 và Masan Consumer hạng 45.